cô xin chào các em học sinh lớp 6 đến với tiết học lịch sử và địa lý ngày hôm nay. Trong tiết học ngày hôm nay, cô và các em tiếp tục tìm hiểu những nội dung còn lại của bài số 5. Bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng, kích thước của trái đất. Và những nội dung cô và các em cần tìm hiểu là phần luyện tập, phần bài tập và phần vận dụng. Thì sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em làm phần luyện tập. Nội dung của phần luyện tập như sau. Em hãy lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, vị trí, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời. Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức cũng là một dạng của sơ đồ tư duy mà cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu và vẽ sơ đồ tư duy ở bài Ai Cập cổ đại. Và trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu lại cách lập sơ đồ tư duy hay còn gọi là sơ đồ hệ thống hóa kiến thức. Khi lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, vị trí, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời, các em sẽ đặt trái đất ở vị trí trung tâm. Và từ vị trí trung tâm của trái đất, các em sẽ có những nhánh để thể hiện cho nội dung kiến thức mà chúng ta cần thể hiện trong sơ đồ này. Đầu tiên là về hình dạng, thì về nhánh hình dạng các em sẽ điền thêm nội dung trái đất có dạng hình cầu. Tiếp theo là về kích thước của trái đất, chúng ta thể hiện rõ kích thước rất lớn và kích thước của trái đất thì gồm 3 nội dung sau là về xích đạo của trái đất 40.076 km, bán kính của trái đất là 6.378 km, diện tích của trái đất 510 triệu km vuông. Tiếp theo là về vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. Thì các em đã biết trái đất ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. Và cuối cùng là chúng ta cần phải khẳng định lại một lần nữa rằng trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, vị trí, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời. Và ngoài cách đặt trái đất làm vị trí trung tâm và có các nhánh kiến thức chính ra hai bên trái đất, thì chúng ta vẫn còn thêm một cách lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức nữa. Và cô và các em cùng tìm hiểu sau đây. Ngoài cách lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức như cô vừa nêu ở trên, thì các em còn thêm một cách lập sơ đồ nữa. Chúng ta vẫn giữ trái đất là vị trí trung tâm, nhưng lần này các em để trái đất ở phía bên trái và từ đó sẽ có các nhánh chính thể hiện nội dung kiến thức ở phía bên phải. Và như ở trên hình các em thấy, nhánh đầu tiên là về hình dạng của trái đất có dạng hình cầu. Nhánh thứ hai là về kích thước của trái đất, và về kích thước của trái đất có 3 ý chính nên phần kích thước sẽ có thêm 3 nhánh nhỏ, đó là về phần xích đạo, bán kính, diện tích. Nhánh thứ ba là về vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. Và cuối cùng, nhánh thứ tư là thể hiện trái đất chính là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu hai cách lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức của trái đất. Và các em lưu ý, khi chúng ta lập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức của một nội dung nào đó, thì các em cần phải thể hiện rõ ràng và có thể sử dụng các màu sắc khác nhau để sơ đồ của các em nhìn vào được rõ ràng. Và từ đó chúng ta có thể nắm được thông tin một cách dễ dàng hơn. Sau khi đã tìm hiểu về cách lập sơ đồ hệ thống kiến thức về vị trí, hình dạng, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời, thì sau đây sẽ là phần bài tập. Bài tập 1. Căn cứ vào hình 5.1, em hãy điền tên các hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự từ 1 đến 8. Ở đây cô có hai hình 5.1. Hình ở phía trên, người ta thể hiện các hành tinh trong hệ mặt trời nhưng không để tên. Và hình ở phía dưới là thể hiện các hành tinh trong hệ mặt trời và để tên của từng hành tinh. Và căn cứ vào hai hình này, em hãy sắp xếp các hành tinh trong hệ mặt trời theo thứ tự từ 1 đến 8.
chúng ta rất là dễ dàng để hoàn thành bài tập này. Vị trí số 1, các em nhìn vào biết liền đó chính là thủy tinh. Số 2 chính là kim tinh. Số 3, trái đất. Số 4, hỏa tinh. Số 5, mộc tinh. Số 6, thổ tinh. Số 7, thiên vương tinh. Và số 8 là hải vương tinh. Câu 2, căn cứ vào bảng 5.1, em hãy sắp xếp thứ hạng của trái đất theo các tiêu chí, vị trí, xa dần mặt trời, nhiệt độ tăng dần, kích thước tăng dần so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời rồi điền vào bảng dưới. Bảng 5.1, một số đặc điểm của các hành tinh trong hệ mặt trời. Các em cùng quan sát tìm hiểu nội dung của bảng sau. Và khi quan sát bảng, các em sẽ quan sát từ trái sang phải. Cột đầu tiên là cột thứ tự các hành tinh theo thứ tự xa dần mặt trời. Thì quan sát bảng này, các em dễ dàng thấy được rằng vị trí của trái đất nằm ở vị trí số 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. Và các em sẽ thấy được khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km. Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 theo thứ tự xa dần mặt trời. Về nhiệt độ sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Các em quan sát cột nhiệt độ. Thì ở đây các em thấy hành tinh có nhiệt độ thấp nhất chính là hải vương tinh với nhiệt độ là âm 200 độ C. Kế đến là thiên vương tinh âm 195 độ C. Kế tiếp là thổ tinh, mộc tinh, hỏa tinh và đến trái đất của chúng ta ở vị trí thứ 6 với nhiệt độ là 15 độ C. Vậy về nhiệt độ thì trái đất đứng ở vị trí thứ 6 xếp theo thứ tự tăng dần. Về kích thước thì các em sẽ quan sát cột bán kính so với trái đất. Thì các em quan sát sẽ có các hành tinh có vực bán kính nhỏ hơn trái đất, đó là hỏa tinh, thủy tinh, kim tinh. Vậy so về phần kích thước thì trái đất đứng ở vị trí thứ tư theo thứ tự tăng dần. Câu 3, dựa vào nội dung bên dưới, em hãy điền các chữ A, B, C và D vào sơ đồ sao cho phù hợp. A, phù hợp cho sự sống. B, trái đất tự quay quanh trục. C, trái đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp. D, khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km vuông. Ở tuần trước, các em đã học rất là kỹ về vị trí của trái đất trong hệ mặt trời, nên chúng ta rất là dễ dàng để hoàn thành câu 3 này. Đáp án đầu tiên trong ô đầu tiên đó chính là B, trái đất tự quay quanh trục, kết hợp với đáp án D là khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km vuông. Do trái đất tự quay quanh trục và có khoảng cách từ trái đất đến mặt trời là 149,6 triệu km vuông, nên trên trái đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp. Và đây là đáp án C. Và chính vì vậy, ở trái đất rất phù hợp cho sự sống. Và cuối cùng là A. Câu 4. Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống trong đoạn sau để mô tả vị trí của trái đất trong hệ mặt trời. Trong hệ mặt trời có 8 hành tinh. Tính từ mặt trời trở ra, trái đất đứng ở vị trí thứ 3. Và trái đất cách mặt trời 149,6 triệu km. Khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp trái đất nhận được lượng nhiệt và ánh sáng phù hợp cho sự sống phát sinh và phát triển. Các em rất là dễ dàng để làm bài tập này nếu như các em học kỹ cái phần nội dung của bài học tuần trước. Câu 5. Hãy khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng. 1. Trái đất có dạng hình gì? A. Tròn. B. Cầu. C. Ellipse. D. Vuông. Câu này rất là dễ. Cô nghĩ chắc chắn bạn nào cũng làm đúng được. Đáp án đúng là đáp án B.
trái đất của chúng ta có dạng hình cầu? 2. Nội dung nào sau đây không đúng với vị trí của trái đất trong hệ mặt trời? A. Nằm ở vị trí thứ 3 từ mặt trời trở ra. B. Nằm ở vị trí thứ 3 từ ngoài và mặt trời. C. Khoảng cách đến mặt trời gần 150 triệu km. D. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trời phù hợp cho sự sống. Ở câu hình 2 này, các em đọc kỹ đề thì sẽ làm được rất là nhanh. Và đáp án đúng là đáp án B. Trái đất không nằm ở vị trí thứ 3 từ ngoài và mặt trời. Cô và các em vừa làm một số bài tập nhỏ để giúp các em củng cố lại kiến thức về vị trí, hình dạng, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời. Và sau đây sẽ là phần vận dụng dành cho các em. Em hãy sưu tầm một số thông tin và hình ảnh về trái đất hoặc hệ mặt trời. Đây là bảng số liệu của các hành tinh trong hệ mặt trời, có cả trái đất của chúng ta. Bảng số liệu này cô lấy từ nguồn tập bản đồ địa lý tự nhiên đại cương. Và để làm phần vận dụng thì các em có thể sử dụng số liệu trong bảng số liệu này để làm bài cho dễ. Còn đây là một số hình ảnh về trái đất và các hành tinh trong hệ mặt trời. Các em có thể sử dụng các hình ảnh này để hoàn thành phần vận dụng của mình, hoặc các em có thể lên mạng Internet để tìm hiểu thêm thông tin và hình ảnh về trái đất của chúng ta. Và sau đây, các em cùng xem một đoạn clip ngắn để hiểu rõ hơn vì sao trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong hệ mặt trời. Theo các nhà khoa học, có hàng trăm hành tinh trong thiên hà có điều kiện tự nhiên gần giống với trái đất và có thể có sự sống. Thế nhưng đến nay, trái đất vẫn là nơi biết đến duy nhất có sự sống, nơi mà tôi và các bạn đang sinh sống. Còn các hành tinh khác chỉ dừng lại ở việc có thể có sự sống mà thôi. Vậy trái đất có điều gì đặc biệt mà lại tạo nên sự sống? Thứ nhất là có một ngôi sao phù hợp. Một hành tinh có sự sống cần một ngôi sao có ánh sáng phù hợp, ổn định theo thời gian, và mặt trời của chúng ta chính là một trong những ngôi sao như vậy. Ánh sáng từ mặt trời mất 8 phút 19 giây để bay đến trái đất. Nếu bạn tắm nắng vào buổi sáng thì hãy nhớ rằng những tia nắng đang sưởi ấm trên làn da của bạn đã phải đi một quãng đường 149,6 triệu km trong vòng 8 phút 19 giây để gặp bạn. Mặt trời tuy là một ngôi sao nhỏ bé trong vũ trụ, nhưng nó sáng hơn 85% các ngôi sao còn lại trong thiên hà Milky Way. Mặt trời tạo ra năng lượng và chiếu sáng bằng cách tổng hợp hạt nhân hydro thành heli, phản ứng hợp hạch. Hiện tại, mặt trời còn chứa khoảng 74% khối lượng là khí hydro và 24% khí heli. Nếu xem mặt trời là một cục pin, thì nó đã xài hết 24% rồi các bạn nhé. Thứ hai, khoảng cách lý tưởng. Khi hành tinh đã có ánh sáng từ một ngôi sao, thì khoảng cách của hành tinh đến ngôi sao phải phù hợp thì mới tạo nên được sự sống. Nếu khoảng cách một ngôi sao quá xa, nhiệt độ sẽ quá lạnh để sinh vật có thể tồn tại được. Ngược lại, nếu ở quá gần ngôi sao, mọi thứ sẽ bị thiêu đốt vì nhiệt độ quá nóng. Với trái đất của chúng ta có một khoảng cách khá lý tưởng đến mặt trời, trung bình khoảng 149,6 triệu km, nhận ánh sáng vừa đủ để duy trì sự sống. Theo các nhà khoa học dự đoán, có khoảng 40 tỷ hành tinh giống trái đất ở trong thiên hà Milky Way, thiên hà trên trái đất của chúng ta. Và trong số 40 tỷ hành tinh đó, chắc chắn sẽ có hàng triệu hành tinh có khoảng cách phù hợp tương tự như trái đất. Nhưng tại sao chúng ta chưa phát hiện ra sự sống trên các hành tinh đó? Câu trả lời đưa ra là khoảng cách lý tưởng chỉ là một điều kiện cần để tạo nên sự sống, chứ chưa đủ. Còn rất nhiều điều kiện khác nữa để tạo nên sự sống trên trái đất mà chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhé. Thứ ba, một lõi nóng chảy. Các bạn biết đấy, con người cần có một quả tim đập liên tục để đưa máu đi khắp cơ thể và duy trì sự sống. Trái đất cũng vậy, hành tinh xanh của chúng ta có một quả tim nóng rực ở trung tâm.
sự đốt cháy vật chất và vận động của lõi tạo nên từ trường của trái đất. Từ trường này đánh bật các tia có hại từ vũ trụ và mặt trời tấn công vào trái đất nhằm bảo vệ sự sống trên trái đất. Ngoài ra, khi lõi trái đất có tác dụng giữ ấm nhiệt lượng của hành tinh với sức nóng có thể lên tới 6.000 độ C ở tâm trái đất. Đây là một lò phản ứng nhiệt lượng giúp trái đất luôn giữ được nhiệt lượng. Nhưng có một điều mà bạn cần biết, đó là lõi trái đất đang dần nguội đi. Theo tính toán thì cứ 1 tỷ năm, lõi trái đất lại nguội đi 100 độ C. Tức là sau khoảng 60 tỷ năm nữa, lõi trái đất sẽ hoàn toàn nguội lạnh. Lúc đó chắc chắn sự sống sẽ không còn trên trái đất. Nhưng các bạn hãy yên tâm, bởi 60 tỷ năm nữa cơ mà. Thứ tư, có tầng ozone bảo vệ. Tầng ozone là một lớp khí che phủ bề mặt trái đất. Chúng có tác dụng bảo vệ trái đất khỏi những tia cực tím có hại từ mặt trời. Nếu không có tầng ozone, tất cả các loài sinh vật sẽ nhanh chóng chết đi và bị thiêu đốt bởi những tia cực tím độc hại. Phân tử khí ozone được tạo thành từ 3 phân tử oxy. Mỗi khi tia cực tím của mặt trời chiếu vào trái đất, nó sẽ va chạm với phân tử ozone trước và bị triệt tiêu. Đồng thời, phân tử ozone bị tia cực tím va chạm sẽ bị tách bớt một phân tử O ra và trở thành oxy. Như vậy, cứ mỗi 3 phân tử ozone bị tia cực tím va chạm sẽ tạo ra 3 phân tử oxy và 1 phân tử ozone mới. Có vẻ sự sinh trưởng tự hình thành của tầng ozone như vậy khiến con người yên tâm. Nhưng không phải hiện tại, tốc độ tạo ra khí ozone tự nhiên không đủ để bù đắp số lượng bị thiếu hụt vì con người đang làm ô nhiễm môi trường và phá hủy dần tầng ozone. Chính vì vậy, muốn có một môi trường sống bền vững, chúng ta cần phải chung tay bảo vệ tầng ozone của trái đất. Một lưu ý nhỏ cho các bạn là ngày 26 tháng 9 hàng năm là ngày ozone thế giới. Hãy cùng nhân loại chung tay bảo vệ tầng ozone bằng những việc làm tích cực các bạn nhé! Thứ năm, vòng quay ổn định. Vòng quay của trái đất đưa mặt trời lên cao, chiếu ánh sáng xuống hành tinh của chúng ta vào mỗi buổi sáng và hạ mặt trời xuống để màn đêm thế chỗ vào ban đêm. Nếu vòng quay này ngừng hoạt động, một nửa thế giới sẽ chìm trong biển lửa, còn nửa còn lại chìm trong băng giá và kết quả là mọi sinh vật sẽ bị diệt vong. Ngoài ra, quỹ đạo quay của trái đất hình ellipse tạo ra khí hậu 4 mùa trong năm, tạo nên một môi trường lý tưởng cho sự sinh sôi phát triển. Thứ 6, nước. Như các bạn đã biết, nước chiếm khoảng 70% diện tích bề mặt trái đất và theo các nhà khoa học, đây là khởi nguồn cho sự sống trên trái đất. Nước là dung môi hòa tan của các chất dinh dưỡng, là trung gian vận chuyển các chất, ion khoáng, khí oxy đến các tế bào, giúp quá trình trao đổi chất ở tế bào diễn ra bình thường. Bất kỳ một sinh vật nào trên trái đất đều không thể tồn tại nếu không có nước. Nước đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống và đảm bảo cho sự phát triển của cơ thể. Với con người, nước thực sự là một nguồn lực quan trọng. Nước tham gia vào hầu hết các hoạt động sống hàng ngày của con người, như tham gia vào quá trình nấu ăn, giúp con người làm sạch quần áo, đồ đạc, nhà cửa, phục vụ như hồ bơi. Đặc biệt, nước chiếm tới 70% khối lượng của cơ thể. Nước tham gia trực tiếp vào tất cả các quá trình sinh hóa trong cơ thể con người. Theo các nhà khoa học, toàn bộ sự sống trên trái đất bắt nguồn từ môi trường nước và dần theo thời gian tiến hóa đến khi phát triển sự sống như hôm nay. Chính vì vậy, nước là điều kiện rất quan trọng của sự sống. Nếu không có nước, sẽ không có sự sống tồn tại. Thứ 7, mặt trăng. Mặt trăng là vệ tinh duy nhất của trái đất. Nguyên nhân từ đâu có mặt trăng vẫn là một câu hỏi lớn. Có thể là do một sự va chạm giữa trái đất và một tiểu hành tinh thời cổ đại đã tạo ra mặt trăng. Điều quan trọng ở đây là mặt trăng có sức hút riêng của nó, giúp nó quay xung quanh trái đất và tạo ra hiện tượng chiều cường, nước lớn, nước dòng. Nếu không có mặt trăng tương tác lực hút và tạo ra thủy triều, thì trái đất sẽ bị lệch trục. Lúc đó khí hậu sẽ thay đổi và toàn bộ sự sống sẽ bị hủy diệt. Tuy yêu nhau đã hơn 4 tỷ 530 triệu năm, mặt trăng đang dần chia tay trái đất. Mỗi năm trôi qua, mặt trăng sẽ cách trái đất xa thêm 3,8 cm, thật đáng buồn thay. Thứ 8, sinh quyển trái đất.
Có thể hiểu đơn giản, sinh quyển là một khối hòa hợp giữa các hệ động thực vật, các tầng đất đá, bầu trời, đại dương, từ con vi khuẩn đơn bào cho đến con người cấp cao. Tất cả các yếu tố đó đều là một vòng khép kín có sự liên quan mật thiết với nhau, tạo nên sự cân bằng. Sự sống trên trái đất sẽ không thể duy trì nếu một trong những thành phần của vòng khép kín sinh quyển bị phá hoại. Đáng tiếc thay, việc con người phá hoại môi trường thiên nhiên chính là làm tổn hại đến sinh quyển. Đơn giản hơn, việc bạn xả rác bừa bãi làm hủy hoại môi trường chính là đang tự giết chết chính mình. Vậy mọi người hãy chung tay để bảo vệ tầng sinh quyển của trái đất, để sự sống trên trái đất ngày một phát triển. Ngoài những yếu tố trên, còn rất nhiều các yếu tố khác ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất. Những yếu tố chỉ là điều kiện căn bản để trái đất trở thành một hành tinh có sự sống. Cô và các em vừa tìm hiểu xong nội dung bài 5, vị trí trái đất trong hệ mặt trời, hình dạng, kích thước của trái đất. Và sau đây là nội dung ghi bài. Các em sẽ vẽ vào tập sơ đồ hệ thống hóa kiến thức về hình dạng, vị trí, kích thước của trái đất trong hệ mặt trời. Phần hướng dẫn về nhà, các em nhớ ghi bài vào tập. Xem trước bài 6, chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả.